Những cánh đồng lúa tại Đầm Rươi thuộc xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đang vào vụ thu hoạch. Nếu như trước đây, tại vùng đất này, người dân chỉ trồng lúa với mục đích là tạo sinh thái cho con rươi trú ẩn và phát triển, thì giờ đây, cùng với rươi, lúa đã trở thành đối tượng sản xuất chủ lực. Mô hình lúa, rươi đã giúp người dân có thu nhập cao hơn so với trước. Năng suất dự tính khoảng từ 150 đến 200 cân một sào, mà lúa rất đẹp. Rươi vẫn bảo đảm này, thu nhập cao này, lúa lại thu nhập cao nữa này, năng suất này, thế nên bà con rất phấn khởi. Những cái năm trước đây thường là canh tác là năm ăn năm thua, nó phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Năng suất hiện nay so với mọi năm là cao hơn rất là nhiều, tăng gấp 3 đến 4 lần so với mọi năm. Trên vùng đầm rươi này, hàng năm bà con sẽ chỉ gieo cấy lúa vụ chiêm xuân. Sau khi thu hoạch lúa vào tháng 6, đất sẽ bỏ trống để phục vụ khai thác rươi. Mô hình trồng lúa, nuôi rươi là sự kết hợp thuận tự nhiên. Rươi là động vật không xương sống, thuộc lớp giun nhiều tơ. Chúng từng tập trung ở vùng nước lợ của các cửa sông ven biển, nơi có nước thủy triều lên xuống. Vào những đợt triều cường, ấu trùng rươi theo con nước tràn vào các bãi ven sông. Lúc này, những cây lúa được trồng ở bãi sẽ giúp giữ chúng lại và tạo môi trường để chúng sinh sống. Gốc lúa sau khi phân hủy chính là nguồn thức ăn giàu dưỡng chất cho chúng. Khi mà canh tác lúa như vậy thì toàn bộ cái quá trình mà thao tác trên cánh đồng, ví dụ như làm đất, cấy lúa, thì đấy là hiển nhiên là tạo ra cho đất nó tơi xốp hơn. Thì đấy là cái lợi thế thứ nhất, để cho khi mà con rươi nó từ dạng ấu trùng nó bắt đầu đi vào ruộng rươi thì nó có chỗ để nó bám và nó xuống đáy được thuận lợi hơn. Sau khi thu hoạch lúa xong thì toàn bộ cái phần rễ của lúa sẽ để lại ở trong đất. Thì đó là một cái nguồn chất hữu cơ mà làm cho đất sẽ bồi dưỡng cái chất hữu cơ, tạo cái nguồn thức ăn sau này cho con rươi. Qua khảo nghiệm cho thấy, ruộng rươi có trồng lúa hữu cơ có thể cho thu từ 20 đến 25 kg rươi trên một sào một lứa, thay vì từ 15 đến 20 kg so với trước đây. Nhưng không chỉ rươi có lợi, ở chiều ngược lại, trong quá trình sinh trưởng và phát triển của mình, con rươi lại giúp phân giải các chất mùn bã hữu cơ và sát động vật chết, xử lý các chất thải hữu cơ. Từ đó tạo nên độ màu mỡ, tươi xốp và làm sạch cho các vùng đất ngập nước. Nhờ thế, lúa vẫn sinh trưởng và phát triển tốt, dù người dân chẳng sử dụng bất kỳ loại phân hóa học nào. Chỉ phân bón phân hữu cơ, mà các cái phân tạp chất khác thì phải oai mục, ủ được ủ mục mới đưa xuống nền ruộng. Trong cái lúa của tôi thì không bao giờ dám bón một tí gọi là phân hóa học, vì bón phân hóa học về cái chất đất đã tốt rồi. Thì bón vào thường thường là bị nó tốt lá quá thì ví dụ một là đổ lon, hai nữa là sẽ hay bị nhiễm lại sâu. Khi thực hiện mô hình lúa, rươi, những người dân như ông Quạt phải thực hiện trồng lúa theo mô hình hữu cơ. Theo đó, phải nói không với các loại thuốc bảo vệ thực vật, bởi rươi rất nhạy cảm với hóa chất. Đối với con rươi đấy, nó có sống được hay không là do cái môi trường sống của nó. Thì yêu cầu là cái môi trường sống là phải sạch. Thế để đảm bảo được cái môi trường sống sạch này, thì trong canh tác lúa ở trong cái vùng rươi này, thì chúng ta cũng phải đảm bảo được cái yêu cầu là tuyệt đối không được sử dụng hóa chất. Ở vùng rươi thì không được phép sử dụng tên là thuốc bảo vệ vật gì, không phun được kể cả cái loại từ kích thích kích kiếc là bộ không độc hại nhưng cũng không phun xuống được. Cánh đồng nuôi rươi là đất bãi, nước lợ, có độ mặn từ 0,2 đến 0,5 phần nghìn và chịu tác động của triều cường. Trong khi đó, trồng lúa tại đây lại không sử dụng phân bón hóa học và các thuốc bảo vệ thực vật. Do đó, để lúa đạt năng suất và chất lượng tốt, những người dân ở đây đã phải chọn những giống lúa khỏe, kháng bệnh tốt, phát triển được trong môi trường nước lợ và có chất lượng gạo ngon. Thay vì sử dụng các giống lúa truyền thống của địa phương như những năm trước, hai năm nay, ông Lê Văn Quạt và nhiều người dân canh tác ở Đầm Rươi đã chuyển đổi sang trồng các giống lúa mới. Cái giống cây hoa mà trước nhé, cấy thì các cụ bảo là cấy là vừa để thả vừa một cái vó tép đấy, thì mỗi một sào nó chỉ được 40 cân thôi. Thế mà mức độ giờ như đưa cái giống mới này vào nó cho thu nhập từ 2 tạ đến 2 tạ rưỡi. Đấy tôi gọi nó khiêm tốn đấy thôi. Còn như có những ruộng tốt như bên ấy, có những thửa tốt, năm nay đến 3 tạ. Theo đánh giá của các nhà khoa học, đây là những giống lúa có sức đề kháng cao đối với sâu bệnh và chống chịu tốt với điều kiện tự nhiên tại địa phương. Cái thời điểm cấy của cái vụ này đấy thì nó lại sớm hơn so với lại trong đê là 15 đến 20 ngày. Chính vì vậy mà trùng vào cái thời điểm là rét của trong năm. Chính vì vậy mà chúng ta phải lựa chọn là cái giống là chịu rét tốt, kháng được sâu bệnh.
Hiện nay là ở địa phương cũng đã lựa chọn được cái giống mới, đó là J02. Thì cái giống này nó có cái đặc tính là chịu rét tốt. Từ năm 2016, mô hình sản xuất lúa hữu cơ trên vùng canh tác dươi đã được triển khai tại vùng bãi ven sông Thái Bình thuộc huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, trong đó tập trung chủ yếu tại xã An Thanh. Đây là vùng bãi có diện tích khoảng trên 130 ha, nằm phía ngoài đê và chịu tác động của thủy triều. Hiện tại có 60 ha lúa hữu cơ đã được gieo cấy tại đất bãi này. Mô hình được thực hiện với sự liên kết 4 nhà trong sản xuất nông nghiệp. Đó là nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Ký hợp đồng với tất cả các bà con nông dân và cam kết là bao tiêu 100% cái sản phẩm đầu ra của bà con. Mô hình trồng lúa hữu cơ trên ruộng dươi giúp duy trì hệ sinh thái tự nhiên, đảm bảo độ phì nhiêu cho đất, giúp người nông dân khai thác một cách hợp lý và có hiệu quả nguồn đặc sản dươi. Mặt khác, nó còn tạo ra được các sản phẩm hữu cơ với độ an toàn, chứa nhiều hàm lượng dinh dưỡng, giá bán cao hơn thông thường gấp 2 đến 3 lần. Tăng giá trị sản xuất trên cái đồng đất của mình, nó tận dụng được cái quỹ đất. Trong cái nhất là cây vụ xuân thì trước nay thì nông dân ở đây là thường chỉ sản xuất vụ xuân để tạo được cái sản phẩm rơm rạ để cung cấp lại cái chất dinh dưỡng cho đất và đồng thời là làm thức ăn cho cây con dươi, mang lại ý nghĩa lớn ở trong cái thay đổi tư duy sản xuất cho người nông dân. Ngoài những cái việc là tạo ra cái sản phẩm an toàn ở trong cái vùng dươi ra thì bà con còn có ý thức sản xuất an toàn ở trong các vùng ở trong đê để đảm bảo cái sức khỏe cho người sản xuất nhưng cũng đồng thời là đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng nữa. Trong vụ chiêm xuân năm 2019, mô hình trồng lúa hữu cơ trên ruộng dươi tại Tứ Kỳ, Hải Dương dự định mở rộng với tổng diện tích 100 ha. Mô hình này cũng đã và đang được triển khai tại nhiều vùng nuôi dươi khác trên cả nước và mang lại hiệu quả kinh tế cao.